Xin chào bác sĩ Võ Thành. Có một khách hàng đặt câu hỏi cho chúng ta trong chương trình Hỏi Đáp Cùng Chuyên Gia. Là bác sĩ có thể hướng dẫn cách để điều trị bệnh bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Nhà tôi có 50 con heo 40 cân mà đợt này nó lại bỏ ăn 3-4 con. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Phạm Xuân Tịnh. Đối với cái trường hợp mà lần bỏ ăn không nguyên nhân thì trước tiên các bác sẽ sử dụng cho em sản phẩm Cefoman A cộng kết hợp với dịch chiết Anagin. Các bác tiêm liên tục cho em 3 ngày. Bên cạnh đó thì các bác trộn cho em cái sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp của công ty Supervet. Trộn liên tục cho em 3 ngày thì đảm bảo sau 3 ngày thì đàn lợn sẽ trở về trạng thái bình thường. Ok, cảm ơn bác sĩ Phong Thành.